năm châu bốn biển dựng xây tình độ chân gian. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, phần sau đây đó là vấn đáp và Phật pháp tự do. Quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất kỳ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm, mà vốn nó có thể giúp cho chúng ta đào sâu vào việc hiểu và thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và mời quý vị hoan hỷ giơ tay để lần lượt đặt các câu hỏi bất kỳ. Thưa Thượng Tọa, chúng ta người thì thờ Phật Thích Ca, người thì thờ Phật A Di Đà, người thì thờ Phật Quán Thế Âm. Thì như con, trong nhà con thì nhà của Thân Phụ thì thờ Phật A Di Đà, riêng trong gia đình con thì thờ Phật Quán Âm. Thì câu hỏi đặt ra là thưa Thượng Tọa, nên thờ Đức Phật nào? Và cái câu hỏi kế tiếp cũng là rất là thực tế ở trong cuộc sống. Qua Mỹ thì chúng con được nghe một số thầy nói là hạn chế vấn đề thắp nhang. Thì trong nhà con vẫn còn thắp nhang, nhưng mà cái câu một số thầy nói như vậy thì như vậy chúng ta cũng nên còn nên thắp nhang hay là chúng ta chấm dứt cái vấn đề thắp nhang? Câu hỏi một á, liên hệ đến việc thờ phượng các đức Phật và nên thờ các Phật nào. Để trả lời câu hỏi đó đó, chúng ta cần phải nhận thức một số điều như sau. Thứ nhất, khác biệt về trường phái Phật giáo. Trong Phật giáo nguyên thủy, thường bị chúng ta ngộ nhận gọi là Phật giáo tiểu thừa đó, chỉ thờ một đức Phật lịch sử, đó là Phật Thích Ca, sinh vào rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Ngoài đức Phật này ra đó, tăng đoàn và các Phật tử tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia không thờ bất cứ một vị Phật nào khác, và lại càng không thờ các vị Bồ Tát trong truyền thống Đại Thừa. Trường phái Phật giáo Đại Thừa bao gồm các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, cho rằng đó là ngoài đức Phật lịch sử là con người thật, sinh ra trên lịch sử thật của quả địa cầu này, còn có nhiều vị Phật ở các hành tinh khác, và mỗi một vị Phật đó đều có các cao đệ là những vị Bồ Tát, được xem như là những người trợ giúp công việc hoàn truyền chân lý và đạo đức của các vị Phật này ở nhiều quả địa cầu khác nhau. Nếu lấy quả địa cầu của chúng ta làm hệ quy chiếu đó, thì các Phật Bồ Tát Đại Thừa không thuộc con người lịch sử trên địa cầu chúng ta. Và dựa vào yếu tố đó, Phật giáo Nam truyền không thờ. Do giới hạn của khoa học hiện đại, các phi thuyền của chúng ta ngày nay đó mới lên được mặt trăng thôi, cùng trong hệ mặt trời. Và chúng ta đang có những tín hiệu đáng mừng rằng là mình thấy rõ được một vài cái hoạt động thể hiện cái dấu hiệu sự sống ở trên sao Hỏa thôi. Không biết khi nào thì mình mới có cơ hội đáp phi thuyền hay máy bay lên sao Hỏa để có thể xem rằng là ở đó có sự sống hay không. Cho nên chờ cái giải đáp đó về phương diện khoa học là rất lâu, nhưng về phương diện suy luận đó, thì chúng ta có thể kết luận rằng là nếu hệ mặt trời này có một quả địa cầu có sự sống con người, thì các hệ mặt trời khác trong các dải thiên hà và ngân hà trong vũ trụ bao la cũng có thể có cùng cái cấu trúc tương tự. Bằng nhận thức đó đó,
Thì dầu các Phật và Bồ Tát Đại Thừa không có lịch sử, nhưng á, những người theo Đại Thừa vẫn tôn thờ. Và đây là cái nguồn gốc về việc tôn thờ các Phật và Bồ Tát ngoài Đức Phật Thích Ca. Điều 2, biểu tượng đức tính của Phật và Bồ Tát Đại Thừa. Dầu không có lịch sử thật trên quả địa cầu, các Phật và Bồ Tát Đại Thừa đó qua tôn hiệu của các ngài thể hiện ra các đức tính cao quý mà người tu học Phật cần nỗ lực thực tập để đạt được. Ví dụ như ai muốn bản thân mình và những người thân nó có được cái tâm từ bi lớn, tâm tự tại lớn, tâm ứng hóa phương tiện để độ nhiều con người có kết quả lớn, thì nên thờ tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn ai muốn cho mình và người thân có được biểu tượng và đức tính rộng lượng, độ lượng, bao dung, vãn đại, không trách móc, không hờn giỗi, không hận thù, thì nên thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Vì Địa Tạng đây đó là cõi đắc tâm, như là một biểu tượng. Ai muốn rằng mình và người thân có những được có những phẩm chất bi, trí, dũng, tự lực, không dựa dẫm, có trí tuệ, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, vô ngã trong phụng sự, thì nên thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử. Ai muốn rằng là mình và người thân có được trí tuệ không giới hạn và kiên nhẫn không giới hạn, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, thì có thể thờ Đức Phật A Di Đà. Như vậy là mỗi một Đức Phật qua danh hiệu đó biểu hiện một đức tính cao quý. Cho nên các Đức Phật Bồ Tát đó có thật hay không đôi lúc chưa quan trọng, mà quan trọng là nương vào các đức hiệu này đó, chúng ta nỗ lực để đạt được những phẩm chất đó cho cuộc sống của mình. Và đây là lý do mà những người theo Đạo Phật Đại Thừa đã tiếp tục thờ các Phật và Bồ Tát. Điều 3, việc thờ nhiều hay ít, tượng Phật đứng hay tượng Phật ngồi, Phật bằng chất liệu gì đó, lệ thuộc vào sở thích và cái tiện ích ở trong phòng thờ mà chúng ta đang có, chứ không có kiêng cử gì hết á. Cho nên là ai thích thờ nhiều Phật thì càng tốt, nhưng càng phải thờ Đức Phật Thích Ca ở vị trí chính giữa. Vì nếu không có Phật Thích Ca trong kinh điển Đại Thừa đó, chúng ta sẽ không biết đến các Đức Phật Đại Thừa và các vị Bồ Tát Đại Thừa. Ngày nay thì có một số người tu theo Tịnh Độ Đông cực đoan, trên bàn thờ của họ hoàn toàn không có Phật Thích Ca, chỉ có Phật A Di Đà thôi. Và họ kỳ vọng rằng là bằng cái việc thờ chuyên nhất đó đó, sau khi chết họ sẽ được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, đưa về đó là thế giới cực lạc của ngài ở phương Tây. Thì đó là một cái ứng xử mà tôi cho rằng đó là nó thiếu đi cái lòng biết ơn và tri ân. Vì nếu không có Phật Thích Ca làm sao mà Đức Phật A Di Đà. Mình xem Phật Thích Ca như là cha ruột đi, và Phật A Di Đà như là chú, như là bác ở một cái thế giới khác. Ở trong nhà mà mình không thờ cha, mình đi thờ ông nào đó bên ngoài gia đình mình á, thì cha mẹ mình có lẽ là không vui đâu. Dĩ nhiên là Phật không có tâm niệm đó, nhưng mà mình thờ mình phải hiểu được đâu là nguồn gốc, đâu là cái phát sinh. Thì thờ có Phật Thích Ca, thêm Phật A Di Đà, thêm Phật Di Lặc, thêm Phật Dược Sư thì càng tốt thôi, với nghĩa biểu tượng như vừa nêu. Chứ đừng có cực đoan chỉ có Phật A Di Đà, còn mọi thứ còn lại là dẹp hết. Câu hỏi 2 là liên hệ đến văn hóa thắp hương. Tôi xin khẳng định rằng đó, trong văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật và ít nhất cho đến 20 thế kỷ sau đó, việc thắp hương là không có. Chỉ trong Bà La Môn giáo đó, với những cái tế đàn thờ Thượng Đế qua hình ảnh của Phạm Thiên Đấng Sáng Thế, qua hình ảnh của Vishnu Đấng Duy Trì, qua hình ảnh của Shiva Đấng Hủy Diệt, thì người ta mới là cúng kính và nương vào cái hương khói đó để mong gửi cái tấm lòng thành của mình để được chứng minh. Người Trung Quốc ngày xưa đó tiếp nhận cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo này, nhưng mà họ làm rất khéo, đó là họ thắp bằng hương trầm.
Hương trầm thì nó có những cái cấu trúc rất là nhỏ mà giá trị dược liệu trong đó rất là cao. Ví dụ trong cái nơi mình tụng kinh đi, thắp một tỏi hương trầm, cái tác động của nó làm cho mình không bị ngủ gà ngủ gật, nhất là cái thời khóa 4 giờ khuya, hoặc là khi mình tĩnh tọa vào tối đó để khỏi bị buồn ngủ, cái tác động của hương cũng làm cho mình được tỉnh thức, tức là vượt qua được hôn trầm. Ngày nay đó trong hương đó, thì không có trầm, chỉ còn là mặt cưa, keo và hóa chất. Và người ta đã chứng minh được rằng là mỗi một cái cây nhang như vậy đó, cái độc tố chứa đựng trong nó đó, nó bằng một phần nửa của điếu thuốc, nghĩa là cực kỳ độc, rất hại cho tim, rồi phổi, rồi não và nhiều cái cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy mà ngày nay đó, nhiều tăng ni ý thức được kêu gọi các Phật tử không thắp hương ở điện Phật. Ở Nhật Bản mà tôi có dịp đi 2 lần, mỗi lần 14 ngày đó, thì trong chánh điện là không có lư hương. Người ta đặt một cái lư hương đồng rất lớn ở giữa sân chùa, và từ cái vị trí giữa sân đó, đến cái thềm chánh điện có khi là 50 mét, có khi là 100 mét. Người Nhật Bản đó, tín ngưỡng không thua kém gì người Trung Quốc, mặc dù khoa học kỹ thuật họ đó là tiến rất là xa, niềm tin của họ rất mạnh. Thì ai mà sống với niềm tin đó, thì họ thắp hương, thậm chí là đốt hương cháy phần Phật lên, rồi họ dùng tay là để vị trí rất là gần, sau đó so cho đỉnh đầu để đốt cháy nỗi buồn, niềm đau, bất hạnh, bệnh tật ra khỏi cơ thể của họ, như là một niềm tin thôi, được phù hộ, được gia trì. Tại Việt Nam á, ngày nay cũng đang nỗ lực làm như thế. Còn ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, nhất là trong mùa lạnh, chúng ta cần phải dùng đến hệ thống sưởi. Trong mùa nóng đó, chúng ta cần phải dùng đến hệ thống AC. Thì việc thắp hương ở trong điện Phật đó là rất hại, vì cái khói hương nó sẽ tù túng ở trong cái không gian đó, và chất lượng không khí ở trong đó sẽ bị nhiễm độc. Như vậy tăng ni và các Phật tử hành lễ trong phạm vi đường thắp hương này đó chắc chắn là không thể có sức khỏe tốt. Rất may các tượng Phật chúng ta thờ là Phật đồng, Phật vàng, Phật gỗ, Phật xi măng, Phật hypercrush. Chứ nếu mà là Phật thật đó thì có lẽ Ngài đã bị ung thư bởi việc thắp hương của chúng ta rồi. Về phương diện tiện ích đó, thì nếu quý Phật tử hỏi thì các thầy sẽ trả lời là không hề muốn thắp hương, ngoài những lý do nêu trên. Là bởi vì quý vị thắp hương mà một lần một bó nha, nhất là người Trung Hoa có thói quen như vậy, thì các tượng Phật sẽ mau bị nám đen, chùa với các bức tường sẽ mau bị nám khói, thì 2-3 năm sau phải tốn tiền sơn phết vôi ở trong nước, còn ở nước ngoài thì phải tân trang sơn phết lại, làm lại. Đang khi cái thẻ hương ở trong nước nó chỉ có 5-6 ngàn đồng, ở nước ngoài thì tôi không biết giá nhiêu, mà cái tác hại các chùa phải tốn công để mà sơn phết Phật lại, sơn phết tường lại là rất lớn. Như vậy đốt như thế chẳng những không có lợi ích gì hết, mà còn là đôi lúc tổn phước nữa. Cho nên quý vị nên mạnh dạn bỏ thói quen thắp hương đi, ngoại trừ quý vị có hương trầm thật, một thổi nhỏ thôi thì nó thoang thoảng như thế, nó không có hại cho sức khỏe. Thế nhang đó quý vị có thể dùng các loại là electronic ha, cái loại điện tử đó. Mục đích là gì? Nó tạo ra sự trang nghiêm trong thờ phượng thôi. Còn gỡ gắm lòng thành của mình á, thì quý vị đừng có nghĩ là hương nó bay lên tiếp xúc với 10 phương Phật, thực ra khói nó lan tỏa chút xíu là nó bị là hòa tan trong không khí rồi, nó không thể ra khỏi bầu khí quyển, và Phật đâu có trên bầu khí quyển đâu mà bay đến 10 phương trời. Như trong cái bài tán hương, lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông phân, tức là tỏa khắp pháp giới. Mà pháp giới là gì? Là khái niệm để chỉ cho cái vũ trụ bao la này không cùng tận. Cái đó là chúng ta tưởng quá nhiều đi, theo cái cách của người Trung Quốc. Tâm tưởng thì không có khoảng cách đến. Còn khi đi, hoặc là đi xe, hoặc máy bay, hoặc xe lửa, thì nó có khoảng cách tùy theo tốc độ, nhanh hoặc là chậm.
Còn tâm mình tưởng đó, ở nửa vòng trái đất nó cũng diễn ra trong một tích tắc thôi. Nếu chúng ta liên tưởng từ quả địa cầu của mình đến quả địa cầu cách đây 10 muôn ức cõi nước của chư Phật, nói theo Kinh A Di Đà, hay là 10 muôn ức là năm ánh sáng, nói theo khoa học hiện đại, thì cái sự đến nó cũng là trong một tích tắc thôi. Như vậy, thay vì thắp hương để gửi gắm lòng thành của mình, quý vị hãy nghĩ tưởng rằng là tâm tôi giao thoa với tâm Phật, nhất là về phương diện từ bi và trí tuệ. Cho nên đó, thay vì tôi hận thù thì tôi tiếp nhận cái lượng từ bi từ Đức Phật, thay vì tôi si mê sợ hãi thì tiếp nhận nguồn trí tuệ từ biểu tượng của Đức Phật. Thì bằng cách đó đó, chúng ta vẫn có thể giao cảm trực tiếp và lập tức với Đức Phật thôi, chứ không có một cái khoảng cách nào. Và bằng cách này đó, chúng ta khỏi phải tốn tiền đốt hương. Tôi đã có 2 năm sống tại chùa Từ Ân ở quận 6 Sài Gòn, năm 1987 và 88. Thì vào mùa tháng 7 âm lịch đó, thì tôi là người đi rút nhang. Quý vị có thể hình dung á, một mùa tháng 7 thôi là 30 khói nhang đã được đốt bởi cái cộng đồng người Hoa ở khu vực đó thôi. Và nó chất lên 1 mét cao, và ngang cũng là 1 mét, rộng cũng là 1 mét, mà nó kéo dài đến nhiều mét như thế. Nếu chúng ta quy đổi thành tiền thì không biết bao nhiêu tiền đã bị đốt cháy vô ích. Nó cũng giống như là đốt giấy tiền vàng mã cho những người chết thôi. Một bên là đốt cho Phật, một bên là đốt cho người chết, cả hai đều không xài được. Cho nên đó, tôi khích lệ ai có thói quen thắp hương thì hãy quy đổi cái số tiền mà mình đó, chuẩn bị mua hương đó, để đóng góp cho chùa trả nợ. Cái tiền đó là mua chùa chưa dứt, vì sẽ có phước báo và lệ lạc rất là thực tiễn. Con xin hỏi hai câu. Dạ, câu thứ nhất là con xin hỏi con người sau khi chết tái sanh đi về đâu? Và câu thứ hai là con có đọc ở trong kinh Địa Tạng, con thấy vô số địa ngục, nhiều địa ngục lắm. Như vậy địa ngục có hay là không? Xin thầy con nghĩ. Câu đầu mà nếu mà tôi trả lời được tôi thành Phật liền. Tại vì trong kinh Pali đó, Đức Phật nói là một bậc mà chứng thánh quả A-la-hán trở lên đó, sẽ có cái gọi là giải thoát tri kiến. Nó là một ngữ danh từ có nghĩa trong tiếng Việt là gì? Kiến thức về sự giác ngộ của bản thân. Và người giác ngộ như thế sẽ có được 3 tự giác lớn, đó là túc mệnh minh, tuệ giác về quá khứ của bản thân, thiên nhãn minh, tuệ giác tái sinh của con người và động vật trong tương lai, và lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ khổ đau và nguyên nhân của nó đã kết thúc ở hiện tại. Đó là người chứng thánh quả, bao gồm Đức Phật. Cho nên hỏi về cái cảnh giới tái sinh của con người cụ thể thì phải là người đã chứng được 3 tuệ giác thì mới nói chính xác được. Như bằng cái suy luận về nhân quả, dựa vào những cái câu chuyện mà Đức Phật đã từng trả lời cho các đệ tử hỏi một câu hỏi tương tự, thì câu chia sẻ nó sẽ có nội dung như thế này: người chết sẽ tái sanh về phía mà tổng thế nghiệp của người đó đã tạo trong một kiếp người này. Điều đó đã được Ngài Na Tiên đưa ra một ví dụ trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, giống như một cây có độ nghiêng nhất định, chẳng hạn là nghiêng về phía tay phải. Nếu quý vị dùng một cái dụng cụ cắt cắt ngang thì cây này sẽ ngã về phía nó bị nghiêng thôi. Tương tự, nếu nó nghiêng về phía tay trái thì nó ngã về phía tay trái. Thì bằng cái ảnh dụ cây ngã về phía nó nghiêng, Ngài Na Tiên muốn chứng minh rằng đó là con người đó tái sanh theo nghiệp, mà tham ái bao gồm dục ái, hữu ái, vô ái đó là cái chất đẩy, như là cái bệ phóng của hỏa tiễn đó, nó đẩy chúng ta vào quỹ đạo để tiếp tục tái sinh, hoặc là làm con người, hoặc là loài động vật. Sau đó tùy theo nghiệp thiện của con người hay nghiệp ác hay là nghiệp thú tính thôi. Do đó không có người can thiệp, như là thượng đế của các tôn giáo khác đã được kinh thánh mô tả
có thể can thiệp và sắp đặt bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Tôi đưa một ví dụ để dễ hiểu. Các thần đồng thời hiện đại, báo chí đưa tin, đều là những người thuộc về hạng thiên tài hay là nhân tài trong lĩnh vực mà họ thần đồng ở kiếp sống trước đó, cách đó vài năm. Ví dụ như cộng đồng Việt Nam hải ngoại có cháu thần đồng đánh piano đó, tên là gì quên rồi, Ivan hả? Thì cháu này đánh là tuyệt hảo, những cái bài piano khó nhất mà diễn xuất nó rất là ấn tượng. Bây giờ nếu cháu này đó là 6 tuổi thì 7 năm trước đó, cháu ấy là một nhà piano mới qua đời. Cái năng lực chuyên môn về lĩnh vực piano này sẽ không chết đi với cái chết của con người. Nó tạo thành một cái tổng thể năng lực mà sanh ra ở cái kiếp kế tục đó, chỉ cần một chất xúc tác, đó là nghe, thấy và được học sơ sài thôi, thì cái năng lực piano đó sẽ được nổi trội hơn các năng lực còn lại so với các cháu đồng nhóm lứa tuổi. Ở trong nước thì có thằng đồng Đỗ Nhật Nam, dịch giả có nhiều quyển sách và làm thơ cực kỳ hay. Cách đây 50 mấy năm đó, thì Việt Nam chúng ta có thằng đồng Trần Đăng Khoa, là một thằng đồng về thơ ca. Ở cái tuổi lên 8 thôi, ông ấy đã trước tác là 5-6 tập thơ với hàng ngàn bài thơ mà các giáo sư đại học phân tích về thơ ca phải đánh giá và nghiêng mình ngã đầu, gọi là nể phục về cái năng lực thơ ca đó. Và đây cũng là cách mà Đạo Phật lý giải chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Năng lượng đó được mang theo, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là trung tính. Hiểu quy luật nhân quả trong tái sinh đó đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi, dầu là mình tạo tác vô tình hay là cố ý, và phải chọn lựa cái nghề nghiệp, vì nghề nghiệp đã theo đuổi mình mấy chục năm. Ví dụ ở Hoa Kỳ chúng ta về hưu, nam ở tuổi 67, nữ ở tuổi 65. Nếu quý vị đi làm vào năm 18 tuổi thì gần như là quý vị có 50 mấy đến 60 năm gắn kết với cái nghề này, thì sau khi tái sinh đó, quý vị sẽ có năng khiếu về cái nghề đó hơn là các nghề khác. Bằng cách đó, dưới ảnh hưởng của Phật giáo tại Việt Nam đó, các bậc cha mẹ Phật tử đó thường làm lễ thôi nôi, tức là đánh dấu tròn một năm được sanh ra đời qua các vật dụng mà bản chất đó, nó tiêu biểu cho các lĩnh vực ngành nghề. Thì đây là nghệ thuật đã định hướng cái nghề nghiệp tương lai dưới rất là tiềm năng của con cháu chúng ta. Rất tiếc ngày nay là người Việt Nam đã bỏ quên cái văn hóa tốt đẹp ảnh hưởng từ Phật giáo này, và xem cái ngày thôi nôi đó là cái dịp nam là để nhậu, nữ là để tán gẫu chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự thôi. Đang khi lễ thôi nôi đó là để xác định cái khuynh hướng, cái tương lai của con cháu. Ví dụ như đứa cháu nào mà nó bốc cái ống chích thì có hai khả năng xảy ra. Một đó là y tá bác sĩ, hai đó là kẻ chích sự ke ma túy và chết. Và để xác định là nó thuộc nhóm nào thì quý vị sẽ để thêm trong đó có cái ống khám bác sĩ. Mà nếu như đứa cháu, đứa con này nó tiếp tục nó nhận cái ống khám bác sĩ đó thì quý vị hãy an lòng đi, cho nó đầu tư gần đi là chắc chắn là nó thi đỗ đạt cao. Vì năng khiếu ở lĩnh vực đó nổi trội hơn các lĩnh vực còn lại. Cái đó đó, trước học Phật giáo Đại Thừa gọi là học thuyết bi cha. B bò, y ngắn, chi, viết tắt của chữ ben đó, và chữ A có cái đen là hạt giống. Các hạt giống đó, nó được hình thành bởi cái nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm, nghề nghiệp, thói quen, kinh nghiệm và cái kỹ năng ứng xử của chúng ta trong đời. Và tất cả những thứ này đó, nó tập hợp còn lại. Cái gì đối lập nhau thì nó loại trừ. Cái còn lại đó sẽ là cái nguồn năng lượng đi theo chúng ta trong các kiếp sống qua tiến trình tái sinh. Và cái đó nó quyết định chúng ta sẽ tái sinh ở chỗ nào,
trong gia đình nào làm con cái của ai, chứ phải mình chủ quan mà được. Và tương tự, những người mà nhờ các ban hộ niệm 5-7 ngày trước khi chết, rồi nhiều tiếng đồng hồ sau khi qua đời, có những dấu hiệu mà ta gọi là điềm lành, như là cơ thể thoang thoảng mùi hương, gương mặt hồng hào, vân vân, cái đó chả là dấu hiệu gì của tái sinh về Tây Phương Cực Lạc cả. Đó là mê tín thôi. Do các nhà sư Trung Quốc tu theo Tịnh Độ Tông mê tín đã bày vẽ. Bởi vì những cái nghiệp cuối đời nó không thay thế tổng thể nghiệp của một người đã tạo trong suốt một kiếp người được. Trung Quốc đưa ra học thuyết cận tử nghiệp và cường điệu quá vai trò của cận tử nghiệp, cái đó là không chấp nhận được. Thì ở cuối đời đó, phần lớn đó chỉ là ước muốn thôi, chứ đâu có làm gì được đâu. Người ta nằm liệt giường chỉ ước muốn đơn thuần làm sao sanh ra được. Rồi đăng ký Đức Phật dạy là nhân duyên để quyết định quả, chứ phải là ước muốn. Ước muốn nếu được thực hiện bằng hành vi thì mới có thể tạo ra kết quả được. Do đó chúng ta không nên cường điệu vai trò của nghiệp cuối đời. Nó có thể là định hướng cái hướng mới thôi, hoặc là giữ cái lập trường cũ. Nó tạo thêm một cái năng lực cho những gì đã có hoặc những gì sẽ có, chứ không thay thế cả một kiếp người được. Do đó muốn tu học Phật bài bản, chúng ta phải tu nghiêm túc từ nhỏ, để có một cái quá trình là huân tập mình, tưới tẩm mình trong các hạt giống thiện, đạo đức, tâm linh, từ bi, hỷ xả, vô ngã vị tha, rộng lượng bao dung quảng đại, vân vân. Thì khi chết á, quý vị sẽ có được một trạng thái được gọi là chết nhẹ nhàng, chết thư thái. Cái chết nhẹ nhàng thư thái không nói đến cái cảnh giới tái sanh mình ở chỗ nào, dầu hơi ấm nó nằm ở đỉnh đầu hay là ở mắt, ở trán, cũng chả phải là sanh về cõi trời hay là cõi người hay là cõi thánh gì hết. Cái đó là mê tín của Trung Quốc, chả có kinh nào nói đến đó. Như vậy hiện nay đó, mê tín này đang khống chế phần lớn những người tu theo Tịnh Độ Tông, và vốn nó không cần thiết. Khi cư sĩ cấp cô độc qua đời đó, sau khi nghe hai vị thánh A-la-hán là A-nan và Mục Kiền Liên tư vấn, xin lỗi, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tư vấn, thì ông đã ra đi trong tư thế rất nhẹ nhàng. Người thân đến chùa Kỳ Viên hỏi cảnh giới tái sanh của ông ở chỗ nào. Đức Phật kết luận thế này: cư sĩ cấp cô độc, kể từ khi là Phật tử đó, ông ấy đã tận dụng cái phước báo là tỷ phú của mình, giúp đỡ hàng ngàn người và dẫn dắt họ là Phật tử. Ông ấy là một người là ủng hộ Phật pháp, truyền bá chân lý và làm lễ lạc cho con người từ vật chất đến tinh thần. Cảnh giới tái sanh của ông ấy là cõi trời đau xuất. Nó là hai cái đó tương đương với nhau. Nhân như thế thì quả như thế thôi. Còn có một số trường hợp, Đức Phật cho nó đơn giản là gì? Tái sanh cảnh giới lành. Cảnh giới lành được hiểu gì? Làm người. Và nếu mình có mấy chục năm làm Phật tử như là truyền thống Huế, Đà Nẵng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì chắc chắn rằng khi chết vì sinh ra trong gia đình Phật tử nữa. Có điều là ai đang sống ở Mỹ nè, thì sinh ra ở Mỹ chứ không sinh ra Việt Nam. Nhất là những người đi vượt biên, ngán Việt Nam quá rồi, đâu có sinh về Việt Nam nữa. Chắc chắn cảnh giới là phải ở đây thôi. Còn người nào ở cuối đời đó là muốn định cư ở Việt Nam, muốn trở về quê hương đất tổ đó, thì người đó chết đó, tái sanh về Việt Nam à. Thì họ đã chọn cái 10 năm đó là nhiều năm đó, nó làm cái điểm tựa cuối cùng. Cho nên là chúng ta đừng quá lo lắng về cái cảnh giới mà người thân mình chết sẽ tái sanh về đâu. Chúng ta hãy chăm sóc đời sống tinh thần của người đó. Và nếu người đó sống ở cái mức từ trung bình thiện trở lên thì cõi giới tái sanh chắc chắn là làm con người, không có một cái sự sợ hãi khác có thể can thiệp vào. Còn các kinh nói về rất nhiều các loại địa ngục, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, theo nghiên cứu của Hòa Thượng Thiện Châu trong luận án tiến sĩ của Hòa Thượng trình ở tại Ấn Độ,
Và sau đó Hòa Thượng tiếp tục trình một luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne. Thì cho chúng ta thấy rằng đó là các học thuyết về địa ngục là được là phát sinh và giới thiệu về sau này, khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Tức là Đức Phật thì không có đề cập đến các địa ngục. Nhưng mà vì giáo dục những kẻ ác, những thành phần mà thuộc điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài chả đổ lệ, vào tù ra khám như là ăn cơm bữa, thì phải hù dọa họ bằng gì? Chết xuống địa ngục vô gián nha, bị bầm chặt, chảo dồ, sôi nấu này nọ, chết từ tích tắc này sang tích tắc đã, chịu chịu kiếp mà không có kết thúc đạt. Nó mới ớn da gà, nổi xương sống, lạnh và sợ không dám làm. Chứ thực tế thì nhân quả nó không thể như vậy được. Ví dụ một kẻ giết người đi, thì bị hậu quả về yểu thọ, hoặc có thể là bị tai nạn chết. Chứ không thể là mình giết một người rồi mình chết là hàng triệu lần như thế chứ địa ngục. Là nhân quả nào mà như thế được? Nó là phi nhân quả. Nhưng mà vì bây giờ đó gần 20 thế kỷ, các cái dữ liệu về địa ngục đã được giới thiệu trong 3 loại văn học kinh. Cho nên ai nói rằng là không có địa ngục là bị chống đói thôi. Thì chúng tôi đã từng bị chống đói về lĩnh vực này rất là lớn. Đa khi người ta không chịu nghe hết cái giải thích của tôi. Thì tôi cho rằng đó là dầu quý vị có tin có địa ngục, không có tin địa ngục, thì điều mà quý vị cần phải tin để có cuộc sống tốt là gì? Tin nhân quả. Nhân quả sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với cái câu mà của luật pháp nghiêm trị kẻ ác và tưởng thưởng kẻ lành. Thế là tin nhân quả đó thì chúng ta sẽ sống rất đạo đức, rất đàng hoàng. Và tin tái sinh là có thật thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Còn địa ngục chỉ là một cái học thuyết để giáo dục đạo đức cho những thành phần là ngoại lệ. Thế thôi. Chứ nó không phải là một cảnh giới có thật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, thưa thầy cho con hỏi, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là theo quan sát của bản thân con và quan sát những người xung quanh thì chúng con được gần rất nhiều người Phật tử thuần thành, được đi học và được theo các khóa tụng kinh rất là nhiều, và các bác nhiều bác tụng kinh rất là nhiều và học Phật pháp rất là uyên bác và biết rất nhiều về Phật pháp. Mà thực tế thì nhiều lúc một cái việc gì xảy ra thì lại rất dễ nóng giận và có thể buông ra những cái lời nói vụng về mà làm khổ những người trong gia đình và những người xung quanh ngay trên đất của nhiều lúc trong cái không gian thanh tịnh của một ngôi chùa cũng có nhiều lúc họ cũng vụng về họ làm khổ những người đồng tu và những người xung quanh, những người đồng nghiệp của mình. Hoặc là trong bếp nhiều lúc dễ nóng giận thì nhưng mà các bác lại rất là uyên bác về giáo lý Phật pháp và tu học rất là tinh tấn. Vậy thưa thầy, xin thầy từ bi ban cho chúng con những lời khuyên như thế nào để mình thiếu chỗ nào để mình khắc phục cái sự vụng về cái sự nóng giận đó để làm gây nên nỗi khổ niềm đau cho những người xung quanh. Và câu hỏi thứ hai của con là thế nào là ranh giới giữa sự chịu đựng và tha thứ? Tại vì có những người nỗi khổ niềm đau đã qua đi thì là mình tha thứ cho bản thân mình, nhưng mà có những người có hoàn cảnh là họ cứ bị liên tục cái nỗi khổ niềm đau nó quay về những câu nói, những hành động, thì như thế nào để có trí tuệ tha thứ cho bản thân họ, tha thứ cho người kia mà cũng giải thoát được cái thực tế nỗi khổ niềm đau của họ? Con cảm ơn thượng tọa. Về kỹ năng khắc phục và vượt qua cơn nóng giận như một thói quen đó, thì người thực tập cần phải lưu ý một số điều như sau. Điều 1, trì hoãn phản ứng một cách tích cực đang khi cơn giận ùa về. Đang lúc mình giận đó, thì chúng ta mất đi sự kiểm soát. Lúc đó chúng ta sẵn sàng mở volume lớn nhất của lời nói
và của hành động qua thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Và lúc đó thì thay vì phản ứng thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là sai lầm, mà về sau hận đó cũng khó có thể khắc phục được cái hậu quả đã xảy ra. Do đó lúc đó tập hít thở thôi. Khi mà hít thở thật là sâu và nhẹ nhàng đó thì tim nó sẽ bớt đập dồn dập liền, nó sẽ chậm lại, thoải mái lại, neuron thần kinh được làm mới, máu được tư nhuận và là tinh thần chúng ta nó sẽ được ổn định. Thì cái thực tập đó đó nó đòi hỏi mình phải tự chủ thôi, phải tự chủ. Điều hai, chuyển nội dung trục trặc đó qua một cái chủ đề mới. Ví dụ như hai người đang nói chuyện, một cái sự hiểu lầm xảy ra, trách cứ đổ nặng lên một phía một bên, người bị oan ức quá có thể giận dữ lên, hoặc người nóng tính quá có thể mất kiểm soát. Thì lúc đó đó, một trong hai người đó phải chuyển cái nội dung của câu chuyện qua một cái gì đó khác. Cái đó tôi tạm gọi là đổi đài tâm. Và chẳng hạn như là mình là xem TV đó, là mình bấm nút control, remote control, hoặc là bê phở cộng, bê phở trừ để qua một cái channel mới. Thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái kênh nào mà mình cảm thấy thoải mái khi xem thôi. Và mình đổi qua một cái chủ đề mà thường nó có một cái nội dung là vui vẻ, thoải mái, hoan hỷ, ít nhất là nó trung tính, để cho cái căng thẳng giữa hai bên đó, nó được kết thúc. Lúc đó đừng có trách cứ là tại sao ông, tại sao bà tu học Phật pháp đã lâu, thậm chí là đóng vai trò trong ban hộ tự, lãnh đạo đạo tràng mà còn như thế. Vì mình nói như thế là nó tự động làm cho cái căng thẳng nó lớn hơn. Thì đang giận mà, giận đó đã là sai rồi. Cho nên đó là mọi cái counter argument, tức là những cái lập luận mang tính cách là đối lập đó, nó sẽ làm cho cơn nóng khó có thể là lắng dịu xuống. Nên lúc đó thôi, chịu khó, một trong người phải dẫn qua một cái nội dung mới, và người còn lại phải hoan hỷ hợp tác thôi. Và nếu như cái cơn nóng giận đó không dập tức được, dầu đã chuyển qua một chủ đề mới rồi, thì lúc đó người chịu đựng tích cực đó giả vờ đang bận một cái việc gì đó, rời khỏi cái vị trí đó, để mình không tiếp tục là nạn nhân, và kẻ nóng giận không tiếp tục gây tạo nỗi khổ niềm đau cho người khác, trong đó có mình. Điều ba, phải thực tập tâm từ bi thường xuyên thôi. Bản chất của người nam trải qua nhiều kiếp sống, gieo tạo rất nhiều các nghiệp chiến tranh, đấu tranh, hận thù, là xung đột, loại trừ, mâu thuẫn, là rất là bạo lực. Cho nên đó, người nam thích xem phim hành động, phim bạo lực, võ thuật, thể dục thể thao, còn người nữ là thích tình cảm, quỷ mị, vân vân. Thế đó là nó thuộc là cái cộng nghiệp của giới tính nam và cộng nghiệp của giới tính nữ. Cho nên đó là khi tu tập rồi đó, thì một số người có thể là chuyển hóa được rất nhiều đức tính khác trở thành tốt, nhưng riêng cái cơn nóng giận này nó chưa có thay đổi nhiều lắm. Điều đó không có nghĩa là người này là người xấu, ta dở về mặt đó nhưng mà tốt ở những mặt khác. Thì khi mình đánh giá một con người thì mình đánh giá cho một cái tổng thể đi, để chúng ta khỏi phải bực tức và là đối đáp lại, làm cho cái câu chuyện nó trở nên là nặng nề hơn, bế tắc hơn thôi. Và bản thân của người đó cũng phải thấy đây là yếu kém của mình, và phải nhìn nhận rằng là nếu mình không khắc phục yếu kém đó với vai trò là lãnh đạo đạo tràng hay là người có những đóng góp lớn cho ngôi chùa đó, thì dễ dàng làm cho người khác ngộ nhận theo kiểu miệng niệm nam mô bụng chứa bầu dao găm. Thế đây là cái câu mà những người ghét đạo Phật thường là vinh lấy để tấn công những người tu học Phật. Mà trên thực tế nha, có thể là chưa thực tập rút ráo thôi, chứ còn cái người mà nóng giận như vậy trước khi mà đến với Phật chắc chắn là nóng hơn nữa, chắc chắn là dữ dằn hơn. Nhưng mà nhờ học Phật nó đã bớt rồi đó, mặc dù bớt rồi mà còn như thế đó. Chứ nếu mà không học Phật không biết làm sao chịu cho nổi. Do đó chúng ta phải thông cảm và đương sự phải thấy yếu kém đó để khắc phục, nỗ lực và vượt qua. Và để tìm hiểu thêm chi tiết đó về vấn đề này, tôi kính mời quý vị xem hai quyển sách của tôi về chủ đề. Thứ nhất đó là chuyển hóa sân hận, và quyển hai đó là không có kẻ thù. Hai quyển này đã được xuất bản nay cũng đã nhiều năm, và có trên các trang web, hoặc là quý vị vào App Store điền cái chữ thích nhật từ
nó sẽ có cái icon kinh sách của thầy Nhật Từ, viết tắt của kinh do Thích Nhật Từ dịch và sách do Thích Nhật Từ viết. Thì trong đó có 60 tác phẩm và có hai cái quyển này. Quý vị có thể mở iPad ra để mình xem nó rõ ràng hơn. Thì trong đó tôi chia sẻ rất nhiều các kỹ năng và những phương pháp được Đức Phật giảng dạy trong các kinh để vượt qua cái cơn nóng giận của mình. Và tôi hy vọng rằng là hai tác phẩm đó có thể giúp đỡ được những người hữu duyên có thể thành công trong việc khắc phục cơn nóng giận. Về câu hỏi thứ hai, đó là ranh giới của sự chịu đựng gắn liền với thực tập tha thứ. Nói về ranh giới đó, nó lại thuộc vào từng người. Có người chỉ nhận là nhất quá tam thôi, qua đến lần thứ tư là có thể bùng phát lớn hơn. Thì cái đó là gì? Đè nén chứ không phải là chuyển hóa. Thực tập tha thứ làm sao đó là vượt qua được cái giới hạn. Như tôi đã nói trong bài giảng chính đó, là chúng ta không làm thay thế chức năng của luật pháp. Và điều thứ hai đó là cũng không nên là tha thứ theo kiểu để cho cái người được tha thứ tiếp tục đó là vò vĩnh hay trở thành chí phèo, hoặc là lợi dụng vào cái tình thương tha thứ đó để trở thành cái kẻ tiếp tục xấu. Cái tha thứ đó chính là những cái nguyên do làm cho người đó trở nên tồi tệ hơn. Như vậy thì cái người tha thứ trong tình huống này cũng sai. Để xác định cái ranh giới đó về phương diện tương đối của luật pháp đó, thì chúng ta phải chia ra hai phạm vi. Thứ nhất là lỗi về dân sự, thứ hai là tội về luật pháp. Không ai được quyền đứng trên luật pháp ngoài tổng thống với cái sự cho phép của hiến pháp vào những ngày quốc khánh hay là độc lập của đất nước đó. Thì vị nguyên thủ quốc gia này được quyền phóng thích tù nhân trước thời hạn. Chẳng hạn như Barack Obama, trước khi rời khỏi nhiệm kỳ và tòa nhà trắng của mình đó, đã ra lệnh phóng thích một binh sĩ như tên là Bentley hay gì đó, người nay đã chuyển đổi giới tính. Và ông này trước đây đó là cung cấp các cái dữ liệu đó cho WikiLeaks để nói về các chương trình theo dõi của chính phủ Hoa Kỳ đối với cái quyền riêng tư của cá nhân. Và ông ấy đã bị tuyên án trung thân theo hiến pháp của Hoa Kỳ vì đã tiết lộ bí mật quốc gia. Thì mấy ngày cuối nhiệm kỳ, Barack Obama đã phóng thích ông này. Và giờ ông này đã trở thành là một người đổi giới tính thành nữ rồi. Thì đó là cái quyền theo luật định. Thì chỉ có một số người như thế là được quyền đó, là tha tội về luật pháp thôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những hạt giống xấu mà người đó đã lỡ tạo hay cố tình tạo đã hết. Hai cái này là khác nhau. Vì luật pháp là tương đối. Ví dụ như một người nào đó giết người hàng loạt, rồi sau đó hợp tác với luật pháp của Hoa Kỳ để chấp nhận ở một cái mức độ tương đối mình là sát nhân, mặc dù luật pháp không tìm ra được bằng chứng, thì lúc đó người đó sẽ không bị tuyên án tử hình mà chỉ bị tù chung thân thôi. Chẳng hạn như cái vụ kiện có tên gọi là kẻ giết người dòng sông xanh. Quý vị có xem cái vụ án này chưa? Green River Series Series Killers, hình như là vậy đó. Đây là một cái sự kiện lịch sử có thật và đã được dựng thành phim. Hiện nay ông này đó vẫn đang còn ở trong trại tù. Ông đã giết khoảng một trăm mấy chục các cô gái lầu xanh. Sau một lần ông ấy bị vợ mình ngoại tình, và từ đó cái tâm lý hận thù đó đối với người nữ đó gia tăng. Cho nên ông ấy đi mua phụ nữ về nhà mình phục vụ, xong rồi giết người đó một cách tàn nhẫn và chôn ở dòng sông xanh. Thì giờ không có bằng chứng, nhưng mà chắc chắn người ta tin rằng ông là người giết. Cho nên đó là các nhà gọi là truy cứu tội phạm học đó thương lượng với ông, nếu ông thừa nhận mình là giết người đó thì được miễn tội chết. Cuối cùng ông đã thừa nhận, cho nên ông được là tuyên án trung thân thôi. Thì trong trường hợp này đó, dầu luật pháp đã giảm tội ổng, nhưng cái việc giết một trăm mấy chục người nữ lầu xanh đó chắc chắn phải trổ quả trong tương lai thôi.
Thì đó là cái giới hạn của luật. Còn mỗi người chúng ta được quyền bỏ qua lỗi về dân sự, nó không có đủ phạm vi nghiêm khắc và nặng nề như là luật. Chúng ta có thể tha thứ bỏ qua. Còn về tội thì chúng ta không bỏ qua được. Chúng ta chỉ không giữ lại cái hận thù, cái giận tức, cái khổ đau trong tâm của mình thôi, để mình đó là trải nghiệm hạnh phúc. Còn người đó phải bị tuyên án, phải bị đền tội thôi, chúng ta không tha tội được. Còn trong trường hợp có những người thuộc về cá tính, đó là tái lập đi lặp lại một thói quen xấu, một cái lối ứng xử xấu, và điều đó nó dẫn đến cái phiền não, cái khó chịu, cái căng thẳng ở người tha thứ này, thì lúc đó nó có thể có những hình thức ứng xử như sau. Thứ nhất, đầu tư và tập trung vào các phương diện tích cực của người này để mình tạm quên đi cái mặt tiêu cực đó. Nó được xem như là cái biệt nghiệp. Có những người không phải dễ dàng vượt qua được biệt nghiệp của mình đâu. Có người đó là vượt qua giống như là buông bỏ cái gì đó rất là nhanh. Còn một số người rất là khó, nhất là những người bảo thủ, quan cố, cứng đầu, khó nghe, lầm lì lì, cố chấp và vô minh. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta gần như là phải chấp nhận ở một mức độ tương đối, đừng có để tâm, để ý, để tứ đến chuyện đó nữa thì mình không phiền não. Điều đó không có nghĩa là mình tán đồng với người này về lối sống và hành vi. Nhưng bây giờ cái cá tính đó là như thế là biết sao giờ. Đã nỗ lực hết mình rồi, đã khéo léo dẫn dắt rồi, đã khuyên can rồi, thậm chí là nhờ các thầy tăng ni có kinh nghiệm là tư vấn rồi, mà người này vẫn còn nguyên như thế, thôi hoan hỷ đi và xem đó như là cái ranh giới của sự tương nhượng, đừng có đụng đến. Hơi đụng đến rồi cả hai cùng phiền não thôi. Tình huống hai, nếu cái ranh giới của sự tương nhượng đó là quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến độ đó tiếp tục sống với người đó, khổ đau đó đanh vây chúng ta không buông bỏ, thì lúc đó quý vị có thể chọn con đường là gì? Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thế bây giờ mình chịu không nổi, đừng có nói rằng là kiếp trước là tôi mắc nợ ổng, cho nên kiếp này tôi phải ráng mà trả nợ. Đạo Phật không dạy như thế. Nhân quả đó là nhân quả định nghiệp, nhân quả số phận của Bà La Môn giáo, của Nho giáo, của giáo nhất thần. Còn Đạo Phật nói là nhân quả là một cái dòng chảy, nó bị tác động bởi duyên ở hiện tại rất là nhiều, và giữa các nhân và duyên đối lập đó nó sẽ loại trừ nhau, còn lại là kết quả. Cho nên chúng ta cứ rộng lượng và thay đổi chính mình. Nếu mình không thay đổi người đó được thì đến lúc chúng ta phải thay đổi nhận thức của chính mình để thích ứng, tức là adjust yourself to overcome the suffering which you be for long. Đó, cứ phải như thế thôi thì chúng ta sẽ khắc phục được. Và đừng bao giờ cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Nhiều khi có nhiều cái khác biệt nó không đáng cái gì hết, nhưng mà có nhiều người là quan trọng quá cho nên đòi ly dị. Cái đó cũng là một lời chấp, chấp vào sự nghiêm túc. Thì những người nào mà chấp như thế đó, thì thường đó là ở phương Tây nhiều lắm. Thì dân phương Tây được giáo dục mà ngang ngay sổ thẳng, chứ không có cong quẹo quẹo. Một là một, hai là hai, tức là cứng nhắc cứng đơ vậy đó. Rồi cuối cùng là rất là khó chịu và dễ mang lại khổ đau cho mình và cho người khác. Thì cái đó chúng ta nên nhớ cái câu nói trong kinh Kim Cương đó: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi pháp. Cái phi pháp bao gồm là phạm luật nè, phi đạo đức nè, phi lương tâm nè, phi tình người. Chúng ta phải xa lánh nó rồi, vứt bỏ nó rồi. Còn chấp vào cái đúng đó, nó cũng trở thành là nỗi khổ niềm đau cho nhau nữa. Thì mình đúng là mình tốt, nhưng mà người khác cho đúng thì mình phải thông cảm. Chứ mình chấp vào đó thì rất khó sống với nhau. Do đó đôi lúc phải tập cái gì? Không thấy, không nghe, không nói, mặc dù mình biết hết á. Hoặc là ít thấy, ít nghe, ít nói, để cho mình khỏi phiền não. Nếu những cái điều đó nó không đến nỗi là quá nặng nề, quá xấu, thì chúng ta có thể tha thứ bỏ qua để được tốt hơn. Còn ở những trường hợp nó quá nặng như là nghiện ma túy,
rồi nghiện rượu, nghiện cờ bạc, biết bao nhiêu lời hứa hẹn và phần lớn là hứa lẹo. Rồi quý vị sẽ nuôi một hy vọng rằng là bằng tình yêu chân thật và mãnh liệt, tôi có thể cải thiện được người đó, mơ cũng chưa được. Không dễ đâu. Thì trong trường hợp đó thôi, tẩu di thiện sách kết thúc thôi. Nhưng mà không là khổ lắm. Không phải đơn giản. Nhưng mà rượu đó là nhẹ nhất ở trong ba loại này. Rượu á, thì có nhiều người miệng uống xong á, mà không có quậy phá, không có bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, thì thôi, cái nghiệp xấu người đó phải chịu, cũng có thể, không sao. Nếu mà người đó không có uống rượu vào, đi hiếp dâm, đi trộm cắp, đi giết người, đi cãi lộn, đi gây chuyện, đi chửi bới, thì cái nghiệp uống rượu đó nó cũng không đến nỗi hoài hại tàn phá sức khỏe của người đó và tiền bạc thôi. Nên là chúng ta cũng không nên quá quan trọng về nó để mà gây khổ cho mình và gây khó cho người khác. Còn nghiện ma túy và nghiện cờ bạc đó, thì ai mà không may đó, lỡ lấy vợ lấy chồng bị nghiệp như thế thì thôi, cuộc đời xuống dốc luôn. Quý vị có tha thứ cỡ nào đi nữa cũng rất khó vượt qua. Thì lúc đó tốt nhất là thôi hãy tha thứ mình, mà mong người đó cũng tha thứ mình chia tay cho nó khỏe. Cái chuyện như thế này trong kinh Tứ Diệu Đế, làm sao buông bỏ cảm xúc, thí dụ như là đau khổ hoặc là thương nhớ vân vân. Thì dưới này có chữ yêu đó mà gạch ra, tức là cái yêu chưa và giáo viên chữ yêu. Thưa thầy thì bỏ chữ yêu, con đọc lại một lần nữa là trong kinh Tứ Diệu Đế, làm sao buông bỏ cảm xúc như là đau khổ và thương nhớ. Kinh Tứ Diệu Đế đó gọi đúng là kinh chuyển pháp luôn. Đây là bài kinh được Đức Phật tuyên thuyết đầu tiên ở vườn Nai và nhắc lại lần cuối trước khi Ngài qua đời ở Kusinaga. Thì cái nghệ thuật trị liệu khổ đau, buông bỏ các bất hạnh, bao gồm cảm xúc tiêu cực đó, được Đức Phật trình bày trong kinh này gồm có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Đau đó thì liên hệ đến sanh già bệnh chết, khổ thì liên hệ đến yêu muốn mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào tâm vật lý này là vĩnh hằng. Thì tất cả những điều đó, đó nó tạo ra rất nhiều trùng trùng điệp điệp các nỗi khổ và niềm đau. Bước 2 đó là truy tìm và khoanh vùng được nguyên nhân cho những tình huống khổ đau có mặt. Theo Đức Phật đó, sau khi phân tích bằng trí tuệ, chúng ta sẽ tìm ra được có khổ đau bắt nguồn từ tham lam, có khổ đau bắt nguồn từ giận dữ, có khổ đau đó gắn kết với si mê, và có khổ đau đó có nền tảng là sự cố chấp, hoặc bao gồm 2 hoặc 3 hoặc 4 những thái độ tâm lý và ứng xử tiêu cực này. Thì khi mà xác định được 2 bước đầu này đó, chúng ta đã có thể giải quyết khổ đau hiệu quả 50% rồi. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật để không rơi vào trường hợp trầm cảm và tự tử, để không bi quan quá cuộc đời, chán trường, yếm thế, tuyệt vọng và cường điệu quá, đấu tố nỗi khổ niềm đau. Và bước 4 á, là thực hiện bát chánh đạo, chia làm 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thì như vậy khi mà cảm xúc khổ đau liên hệ đến yêu một chiều, hay là sau cái cuộc yêu á, hai người cảm thấy là không hợp tính với nhau, rồi một người đó quảnh mặt ra đi một cách công khai với sự chia sẻ, hay ra đi một cách lặng lẽ, ra đi một cách là cụ thể rõ ràng, hay là ra đi một cách là gần như là bị vô tâm tích, tắt điện thoại, đổi email, mất liên lạc, vân vân. Thì cái công việc mà người còn lại phải xử lý là gì? Đó là thương chính mình và quên đi thôi. Cố quên đi là nhớ nhiều hơn. Thì cái nghệ thuật đấy, quên đi một nỗi đau cảm xúc, nhất là trong việc là thất tình hoặc là bị phụ tình đó, đó là chúng ta đừng nên có ý niệm trả thù hoặc ăn không được phá trò hôi. Vì điều đó nó làm cho mình lúc nào cũng sống trong cái sôi sục của bất hạnh hết á.
Điều 2, tìm quên tích cực bằng việc đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết vào các công việc tay chân hoặc là những việc thiện sự, Phật sự có lợi ích hơn. Lúc đó đó, do vì tính trách nhiệm, do vì nỗi đam mê, do vì tính xung phong mà chúng ta gắn kết với cái công việc mới này, thì tự động đó, lúc đó đó là tâm mình bận rộn với nó, thì cái nỗi nhớ, sầu bi, u não, tương tư, muộn tuyệt đó, có thể nó giảm thiểu đi ít nhất là 50%. Thứ ba là nhờ tư vấn tích cực với những cái trợ giúp tích cực. Tức là có nhiều khi đó mình ở trong cuộc bị quán gà, không có sáng suốt để kết thúc, mà bản chất của cái người từ bỏ đó hay là phụ tình đó là quá tệ bạc đi, thì mình nên nghĩ rằng đó là tôi rất có phước, cho nên người này đó hay là đã là xa rời tôi để tôi không phải tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau tấn công. Hoặc nếu người đó phụ tình đi theo một cô nàng nào mới, thì mình phải nhẩm như thế này: tôi rất may phước vì cô nàng đó đã gánh cái nạn khổ đau thế giùm cho tôi rồi, thì mình không có thù cái người yêu mới này, không có xem người đó là tình địch nữa, mà mình giải phóng cái tâm mình một cách thoải mái, cứ xem thoải mái như là mỗi nhân duyên thôi, thì đừng có đánh ghen. Việt Nam thì ưa có cái bệnh đánh ghen, còn dân Tây không có chuyện đó ha. Người ta nhẹ nhàng, không hợp phật duyên thì tìm người khác. Và điều 4 đó, đừng bao giờ nghe nhạc sầu bi, u não, tuyệt vọng và thất tình, nhất là các cái dòng nhạc bolero, nghe rồi cái đó là áo não sầu bi, là chìm đắm trong bất hạnh. Còn người đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình rồi thế nào cũng tự tử đó. Hoặc là đọc thơ thất tình đó, như là của Hà Mặc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Thì ông này thì ông khổ quá, ông bị thất tình, ông yêu một Phật tử nữ mà ông là người Thiên Chúa, hai gia đình không thể nào đến với nhau được. Thì cuối cùng ông thất tình quá mà ông làm thơ thất tình. Rất may ông chết đó là vì cái nghiệp cùi hủi, lúc đó là chưa có thuốc trị. Đang khi những người sinh viên và học sinh thất tình đó, đọc thơ thất tình của ông thì tự tử thiệt. Ông muốn quan niệm là gì? Cái cuộc thất tình đó, nó làm cho tâm hồn của ông ấy đó, nó bị vỡ làm đôi. Một phần nữa là mắt không có vết tích, không tìm đâu ra trên vũ trụ này. Còn phần nữa còn lại có như không, bỗng dậy khờ, tức là bị điên rồi, là si tình quá, hóa điên. Nhiều người ở trung tâm điên đó là rơi vào tình trạng này nhiều lắm. Cho nên đó là trong lúc khổ đau thì nên nghe nhạc vui, nhạc hớn hở, xem phim hài, kịch hài để cười thoải mái. Và cái nụ cười đó nó giúp cho chúng ta sốc lại cái cuộc sống mình, hâm nóng lại cái niềm hạnh phúc mà mình có thể có, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Và quan trọng hơn hết đó, đó là đừng tuyệt vọng, đừng nghĩ rằng là cuộc tình đó là tất cả. Mất cái cuộc tình này, chúng ta còn tình cảm cha mẹ, tình anh em, tình bè bạn, tình đạo, tình đồng nghiệp và nhiều cái tình khác. Tại sao phải vướng kẹt vào cái tình duy nhất này để chìm đắm mình ở trong nỗi khổ và niềm đau? Và cuối cùng đó, chúng ta phải thực tập buông bỏ thôi, buông bỏ nỗi đau. Thì để vượt qua thì quý vị có thể nghe thêm những bài nói không với khổ đau, rồi vượt qua nỗi đau thất tình, hoặc là buông xả nỗi khổ niềm đau, hay là thuật buông bỏ. Thì đó là những bài mà nội dung đó là khuyên chúng ta đó, khi mà rơi vào một cái dòng cảm xúc khổ đau đó, hãy nỗ lực đúng cách để thoát ra một cách an toàn. Cảm ơn Đức Phật, con kính mời Thầy. Con có câu hỏi là xin Thầy dạy con là cách làm sao để con giữ được cái tâm phát khởi ban đầu của mình. Tại vì nhiều khi khi mà con cảm thấy khi mà con phát khởi một cái tâm gì đó, rồi có những cái chuyến đi con hay give up, dạy con hay bỏ. Để khắc phục cái tâm lý dao động, bỏ cuộc, đầu hàng,
Như là lục bình trôi trước số phận đó, thì người thực tập nên lưu ý một số điều như sau. Điều một đó là xem các nghịch cảnh là chuyện thường tình phải xảy ra trong đời, hoặc trước hoặc sau, hoặc ngắn hoặc dài. Và cứ mỗi một lần nghịch cảnh trôi qua đó thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn, thông cảm hơn và chịu đựng sâu sắc tích cực hơn. Thì đó là cái hướng duy nhất thôi. Để làm công việc đó đó thì người bị nghịch cảnh đó cứ liên tưởng rằng là mình được đặt ra trong một tình thế mà trên mình đó là đỉnh núi, dưới mình là vực sâu, mình đang trên với đã vách thôi, chỉ còn một cách duy nhất là leo lên thôi. Cái rủi ro của leo lên là có thể té và chết, nhưng mà đứng tại chỗ thì trước sau cũng chết. Cho nên cứ tiếp tục nỗ lực lên, biết đâu chúng ta may mắn sống. Thì bằng cái lạc quan đó, yêu đời đó, năng động đó, cộng với cái phương pháp và điềm tĩnh đó, thì trước sau gì chúng ta cũng tìm ra chiếc chìa khóa để kết thúc các nghịch cảnh, những cái trở ngại, chướng duyên, là chọt gậy bánh xe, phá đám, tấn công, rồi thị phi, nói xấu, xuyên tạc, vu khống, vân vân. Thì đó là cái cách để mà mình tự giúp mình. Điều hai, tập giữ vững lập trường. Thì về phương diện này đó, người yếu lập trường có thể so sánh mình với Đức Phật. Bồ Tát Mã Minh đó, có lần sánh ví Ngài với Đức Phật bằng một cái hình ảnh như sau. Nếu Đức Phật là vầng thái dương thì tôi đây chỉ là con đom đóm. Và do đó tôi không có lý do gì hãnh diện tự hào về những gì mà tôi đã đạt được trong đời. Thì đây là cái cách thực tập để giúp cho mình trở nên vô ngã đối với những thành quả mình đạt được. Nhưng ở một phương diện tinh tế hơn đó, đó là cái mà chúng ta sợ gì kém là vì mình là đom đóm. Chứ nếu mà mình là vầng thái dương thì mình đâu có sợ bóng tối. Mình cũng không sợ bất kỳ ai tạo ra bóng tối nữa. Cho nên á, thay vì mình đổ lỗi cho nghịch cảnh, thì hãy đánh giá lại, vì tôi là đom đóm cho nên tôi phải khắc phục, tôi sẽ vượt qua chính tôi bằng cái kỷ lục mới, là từ đom đóm tôi trở thành là đuốc, rồi từ đuốc á, tôi trở thành đèn, từ đèn tôi trở thành sao, từ sao tôi trở thành mặt trăng, từ mặt trăng á, tôi trở thành mặt trời. Nếu Phật Bồ Tát đã làm được như thế thì tôi đây về lý thuyết cũng có được tiềm năng tương tự. Nên tôi không khinh thường mình, và tôi tin tưởng rằng tôi có đủ khả năng để khắc phục và vượt qua. Cái liên tưởng đó nó giúp cho mình đó là gì? Lên chỉ có tinh thần. Nó làm cho mình đó là bản lĩnh hơn, thoải mái hơn. Và tương tự, quý vị nên nhìn tấm gương của những người thành công trong những hoàn cảnh xấu hơn mình, để chúng ta là lạc quan yêu đời. Chứ lúc đó quý vị đi tâm sự với những người nhút nhát, những người dễ bỏ cuộc, những người chán nản, những người đứng về phía tiêu cực, thì dễ dàng làm cho mình lay động tâm lý lắm, lay động thái độ, lay động lý tưởng, và là tổn thất niềm tin. Cho nên là chúng ta phải nhờ những người có cái bản lĩnh lớn hơn mình để hỗ trợ mình, nhờ đó là mình sẽ khắc phục và vượt qua. Điều ba đó, về phương diện huấn luyện tâm lý đó, thì quý vị nên hình dung những hình ảnh vĩ đại, chẳng hạn như đảo ngoài biển khơi, biết bao nhiêu là sóng to, là gió lớn, nhưng mà đảo đó vẫn sừng sững và thách đối với thời gian. Hoặc là núi vững vàng, rất là to, lớn, trải qua bao nhiêu thế kỷ nó vẫn là nó thôi, chứ nó không bị thay đổi đi. Thì cái cách liên tưởng này nó sẽ giúp cho ta nghĩ rằng là tôi là núi, tôi là tảng đá, tôi không sợ gió, tôi không sợ bão, tôi không sợ những trở ngại, và vì những trở ngại cho nên núi tôi được vững vàng và có giá trị hơn. Thì cái nhận thức đó nó làm cho mình thấy rằng là tính giá trị là mục tiêu mà mình hướng đến, còn các nghịch cảnh đó, nếu mình đầu hàng nó, mình trở thành là gì? Là những kẻ bị ngã quỵ ở vệ đường thôi. Đặc biệt mục đích của mình là hướng đến mục đích cuối cùng. Điều 4, quý vị có thể liên tưởng bằng một cái tương quan tương đối thế này. Chẳng hạn như ở một cái quả núi,
gió mang mây tế vằn vũ khắp, đó là các cái cảnh cao, cảnh thấp, cảnh triền núi, cảnh lưng núi, cảnh là chân núi. Mây đó không nghĩ rằng núi là kỳ đà cản mũi, cho nên mây không có phiền não. Và núi cũng không nghĩ rằng là mây phá đám, từ đâu mà đem tới để kiếm chuyện, gọi là hòa lẫn ở trong các cái rặn lá, rồi những cái khe đá, rồi những cái cảnh trí ở trên quả núi này. Rất may là chúng đều không có cái nhìn đối lập đó, cho nên đó, mây vẫn tiếp tục tồn tại hòa lẫn với cây, cây với màu xanh, hòa lẫn với màu xanh của da trời và hòa lẫn với xanh xám của đá. Tất cả như một cái gì đó nó giao hòa với nhau, nó tương tác với nhau. Và bằng cái nhìn đó, chúng ta phải chấp nhận sự dị biệt với một cái nhận thức tích cực hơn, đó là đa dạng là phong phú, chứ không xem đa dạng là đối lập loại trừ. Đa dạng là nguy hiểm, đa dạng là rủi ro. Thì bằng cái nhìn lạc quan đó đó, thì trong cái đa dạng với những khác biệt đang chống đối mình, đang khác với mình á, mình không thấy đó là mình là nạn nhân của những cái ảnh hưởng này. Thì nhờ đó mình vẫn tiếp tục tồn tại, giữ được một cái bản sắc riêng và vượt qua được những cái trở ngại mà lẽ ra chúng ta không đáng có. Nếu đã lỡ có rồi đó thì phải nỗ lực vượt qua để thành công.